Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog. Kênh Luật Sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật Sư Vlog. Chủ đề của ngày hôm nay chúng ta cũng nói về câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Nhưng mà chúng ta lại không nói thẳng vào câu chuyện của Thiền Am. Chúng ta xin phép là nói về câu chuyện nó gần thôi. Nó gần một chút xíu, có liên quan, dính dáng một chút xíu đối với Thiền Am thôi. Đó chính là câu chuyện là các cơ quan tiến hành tố tụng. Cụ thể hơn là cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Long An trong vụ án Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Những hành vi tố tụng của họ có phù hợp pháp luật hay không? Và những việc làm của họ có được cơ quan cấp trên hơn, cụ thể hơn, đó chính là Bộ Công an biết được những hành vi tố tụng của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An hay không. Chúng ta cùng nhau điểm qua một cái bài báo, mà bài báo này thì nó nói rất rõ về câu chuyện là cơ quan Công an tỉnh Long An họ đã sơ kết 9 tháng đầu năm 2022 và họ đã báo cáo công việc của họ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cụ thể hơn, họ báo cáo cho Bí thư tỉnh ủy, cụ thể hơn, họ báo cáo cho Bộ Công an. Để các cơ quan cấp cao hơn, họ giám sát công việc của cơ quan Công an tỉnh Long An ha. Tuy nhiên, trước khi mà đi vào câu chuyện chính thức á, thì tôi xin phép chia sẻ như thế này. Thật ra thì câu chuyện Tịnh Thất Bồng Lai thì mọi người cũng biết hết rồi. Những người có liên quan đó thì trước đây họ đều làm đơn này đơn kia, báo cáo này báo cáo kia, báo cáo nọ. Rồi đơn thư của Diễm My hầu hết được gửi ra ngoài cơ quan chức năng ở cấp trung ương. Ví dụ như là Diễm My trước đây là gửi đơn ra cho Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, rồi gửi đơn thư ra cho Bộ Công an. Sau đó câu chuyện của những người đang bảo vệ cho Tịnh Thất Bồng Lai đó, họ cũng làm rất là nhiều các cái báo cáo gửi cho nào là Tổng Bí thư Chủ tịch nước nè, rồi đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính nè, rồi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, rồi Bộ trưởng Bộ Công an, rồi Thủ tướng Chính phủ, vân vân và mây mây. Thậm chí họ còn từng nói rằng họ mời là nguyên Chủ tịch nước để tham gia phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân Nguyễn Đức Hòa nữa. Nói chung là họ muốn là những cái lãnh đạo cấp cao hơn giám sát câu chuyện là vừa điều tra, truy tố và xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng ở Nguyễn Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là những cơ quan cấp cao ở ngoài trung ương đó, thật ra thì biết được cái hành động, hành vi của những cơ quan tiến hành tố tụng Công an tỉnh Long An nè, Viện Kiểm sát nè, Tòa án ở Long An hay không? Tôi xin phép thưa rằng thật sự ra thì cơ quan cấp trung ương luôn luôn giám sát câu chuyện về Tịnh Thất Bồng Lai xảy ra tại Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cho nên những người coi như là ủng hộ Thiền Am, bảo vệ Thiền Am đó, thì họ cứ cho rằng là những cái hành vi tố tụng ở Long An là cấp cao không biết. Thật sự thì họ rất là sai lầm, bởi vì vụ án Thiền Am đó hầu như là cơ quan chức năng cấp cao nào cũng đều biết hết. Và họ thật sự là có cái sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, giám sát những hành vi tiến hành tố tụng của cơ quan chức năng có thẩm quyền được đặt tại thành phố Tân An cũng như là tỉnh Long An. Bằng chứng đó nói như thế nào chúng ta cùng nhau điểm qua bài báo sau ha. Bài báo này viết rất là rõ luôn. Bài báo được đăng vào lúc là 14 giờ 28 phút ngày 21 tháng 10 năm 2022 trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long An, đăng trên trang chính thống của cơ quan Công an tỉnh với nội dung: Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự 9 tháng đầu năm, coi như là họ báo cáo sơ kết công việc của họ 9 tháng đầu năm cho cấp cao hơn. Vậy thì họ báo cáo những gì? Chúng ta cùng nhau tham khảo. Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì hội nghị. Có nghĩa là đồng chí Lâm Minh Hồng là cấp cao hơn của đồng chí là Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, là trưởng ban chỉ đạo của chuyên án là vụ án Tịnh Thất Bồng Lai ha. Đại tá Văn Công Minh là Phó Giám đốc của Công an tỉnh Long An, cũng là mang hàm đại tá nhưng mà lại dưới đại tá Lâm Minh Hồng. Bởi vì là đại tá Lâm Minh Hồng là giám đốc công an tỉnh, còn đại tá Văn Công Minh chỉ là phó giám đốc công an tỉnh nhưng mà lại là người đứng đầu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An ha, trong đó là cơ quan an ninh điều tra cũng như là cơ quan cảnh sát điều tra ha. 9 tháng đầu năm 2022 dưới sự lãnh đạo sâu sát toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương. Ở đây thì người ta nói rất rõ là gì? 9 tháng đầu năm 2022 dưới sự lãnh đạo sâu sát toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh rõ ràng là các cái hành động cũng như là các công việc của cơ quan công an tỉnh Long An là có sự lãnh đạo, giám sát và chỉ đạo của cơ quan cấp cao hơn là ai? Là Bộ Công an. Bộ Công an chỉ đạo về mặt là công tác, còn phía đảng ủy của Bộ Công an chỉ đạo về mặt tư tưởng. Cho nên những việc làm, hành vi của công an tỉnh Long An là các bác ở ngoài bộ biết hết rồi, biết rõ luôn nữa. Và tôi tin tưởng rằng là khi họ làm đến đâu đó thì cơ quan của công an tỉnh Long An họ báo cáo cho cấp trên đến đó luôn. Ở đây lãnh đạo Bộ Công an là ai? Là Đại tướng Tô Lâm, đúng chưa? Và tôi tin chắc rằng là Đại tướng Tô Lâm biết hết những gì mà cơ quan công an tỉnh Long An đã làm trong suốt thời gian vừa qua. Cho nên một số người là cứ làm đơn thư rồi báo cáo này kia cho Bộ Công an, cụ thể hơn là báo cáo cho là Đại tướng Tô Lâm. Thật sự ra Đại tướng Tô Lâm đã biết hết rồi, cho nên không cần thiết phải báo cáo nữa. Và tôi xin phép là chia sẻ thêm một thông tin như thế này ha. Đại tướng Tô Lâm là một trong các ủy viên của Bộ Chính trị ha. Đại tướng Tô Lâm là ủy viên của Bộ Chính trị. Mà Bộ Chính trị là ai? Bộ Chính trị là cơ quan về đảng, lãnh đạo tối cao rồi. Cho nên có người nằm trong ủy viên Bộ Chính trị biết câu chuyện Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ hết rồi, coi như là một cái cơ quan đứng cao nhất rồi, họ đã biết được câu chuyện này rồi. Cho nên là không cần thiết phải báo cáo cho người này, báo cáo cho người kia nữa. Bởi vì ủy viên Bộ Chính trị đã biết được câu chuyện này rồi thì nó không có khác gì là Tổng Bí thư biết được hết á. Bởi vì Tổng Bí thư, ủy viên Bộ Chính trị thì cũng nằm trong là Bộ Chính trị thôi. Cho nên việc ủy viên Bộ Chính trị là Đại tướng Tô Lâm, là Bộ trưởng Bộ Công an biết được câu chuyện của Thiền Am thì nó không có khác gì là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Thủ tướng, Chủ tịch nước hay là Tổng Bí thư đều biết hết ha. Chúng ta không cần bận tâm nữa. Tôi tin chắc chắn rằng là những vị cấp cao ở nhà nước đó biết hết rồi. Cho nên chắc chắn rằng là câu chuyện của tỉnh Long An họ làm phải đúng thôi, không đúng là không được. Bởi vì họ mà làm sai đó thì các bác ở ngoài trung ương sẽ có những biện pháp xử lý thích đáng, đúng chưa? Và như vậy họ phải làm đúng pháp luật thôi, tôi tin chắc chắn là như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục nè. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo, giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự chính trị xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó thì tôi thấy một cái câu như thế này: thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, là tất cả các loại tội phạm đều xảy ra ở tỉnh Long An, họ kiên quyết xử lý cho đến cùng luôn. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là có những lá đơn, lá thư tố cáo về hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, điều khoản số 331, thì cơ quan công an tỉnh Long An tiến hành là khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Bằng chứng là cụ thể rất rõ ràng. Trong 9 tháng đầu năm, họ khởi tố là từ tháng 1 năm 2022, đúng chưa? Đến bây giờ là họ đang tiến hành là xét xử phúc thẩm rồi. Và như vậy họ vừa mới là hồi phục lại việc xác minh coi coi có dấu hiệu của tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không nữa, đúng không? Rõ ràng là cơ quan chức năng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ví dụ nè, tội lừa đảo nè, tội lụm lon nè, tội 331 nè, và có thể là đâu đó thì có thể là có thêm cái tội là hành hạ trẻ em nữa. Rõ ràng là như vậy mà. Cho nên á, cơ quan công an tỉnh Long An dưới sự giám sát của các cơ quan cấp cao hơn, cụ thể hơn là dưới sự giám sát của Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an là ủy viên Bộ Chính trị ha, cho nên họ phải làm cho đúng thôi, không đúng là không được. Rồi chúng ta tiếp tục nè, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đúng chưa? Họ ra một cái quyết định là gì? Là trưng cầu giám định. Nếu mà trưng cầu giám định lấy mẫu mà đồng ý hợp tác thì thôi, còn nếu không đồng ý, không hợp tác là phải trấn áp thôi. Rõ ràng hành vi tội phạm thực hiện là cơ quan chức năng phải mạnh dạn xử lý thôi, trấn áp tội phạm ha. Cho nên vì vậy đó, cái chuyện mà cơ quan chức năng có thể là cưỡng chế thực hiện đối với những người mà cố tình là không hợp tác với cơ quan chức năng, tôi cho rằng điều đó họ trấn áp là bình thường, họ cưỡng chế là bình thường thôi. Rồi chúng ta tiếp tục với bài báo nè. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự 3 chấm, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được tăng cường, tập trung chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật kỷ cương, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì và phát huy hiệu quả, vân vân, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự chính trị xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Long An chủ động tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tình hình phạm pháp hình sự giảm 7,66% so với năm 2019. rõ ràng là họ đã đấu tranh phòng ngừa và phòng chống tội phạm, thì vụ án Tịnh Thất Bồng Lai là một trong những vụ án nằm trong cái báo cáo của cơ quan công an tỉnh Long An ha. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 94,5%, tai nạn giao thông giảm 36,9% so với năm 2019. Công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, triển khai nghiêm túc đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 12, nghị quyết Trung ương Đảng ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, được thực hiện nghiêm túc. Rõ ràng là thực hiện theo yêu cầu của Trung ương Đảng rồi, thực hiện theo yêu cầu của Bộ Chính trị, thì cơ quan chức năng cụ thể hơn là cơ quan công an tỉnh Long An, họ phải quán triệt tư tưởng, xử lý đúng người, đúng tội, nhất là tại vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Chúng ta tiếp tục với bài báo. Công tác tuyên truyền được tăng cường, công tác tổ chức cán bộ, hậu cần được bảo đảm, các hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh, vân vân, góp phần nâng cao hình ảnh đẹp của chiến sĩ công an trong lòng người dân. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng công an tỉnh Long An trong 9 tháng qua. Đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022, yêu cầu lực lượng công an tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh đề ra. Và như vậy là dưới sự chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã chỉ đạo cho cơ quan công an tỉnh Long An tiếp tục là phấn đấu, nâng cao cái năng lực chiến đấu cũng như là tập trung hiệu quả, nâng cao sức lực, sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Và như vậy, chính trị ở đây là đấu tranh phòng chống tội phạm. Đối với vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, tôi cho là như vậy. Và vụ án Tịnh Thất Bồng Lai cũng chỉ là một trong những vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An thôi. Và 3 tháng cuối năm này tôi nghĩ rằng là đối với thứ nhất là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi có kết luận rồi, kết luận về ADN đó, chắc chắn là cơ quan công an tỉnh Long An họ sẽ cân nhắc, xem xét, coi coi các quy định của pháp luật và căn cứ vào kết quả, coi coi có dấu hiệu hay không. Nếu có dấu hiệu họ sẽ khởi tố ngay. Còn nếu trong trường hợp xử lý tội lừa đảo ha, đặt giả sử, nếu trong trường hợp xử lý tội lừa đảo mà có thêm dấu hiệu tội lụm lon nữa, rõ ràng là cơ quan chức năng phải xử lý luôn nữa, tôi cho là như vậy. Bởi vì là có sự chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An, có sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, dưới sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, và Bộ trưởng cũng đã biết được câu chuyện Tịnh Thất Bồng Lai xảy ra ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An rồi. Và tôi cho rằng là dưới sự giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền, có chuyên môn cấp cao đó, thì tỉnh Long An chắc chắn rằng sẽ giành thắng lợi trong công cuộc là đấu tranh phòng chống tội phạm. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, cơ quan công an tỉnh Long An họ không làm sai đâu. Bởi vì dưới sự giám sát của cơ quan cấp cao hơn, dưới sự chỉ đạo của người có thẩm quyền rồi, thì cơ quan công an tỉnh Long An đối với dân đó là như nhau hết. Người dân này cũng như là người dân khác thôi, họ thực hiện là như nhau hết. Cho nên vì vậy, chắc chắn rằng là hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý. Chúng ta làm tốt được khen thưởng, chúng ta làm sai là phải bị trừng trị trước pháp luật. Cho nên là cứ yên tâm, các bác ở ngoài trung ương đó biết hết rồi, không cần thiết phải gửi báo cáo này, báo cáo kia, đơn kiến nghị nọ đâu, không cần thiết nha, không cần thiết gửi chuyện đó. Thật sự ra thì gửi xong rồi thì người ta cũng trả vô thôi, với lý do là luật pháp Việt Nam rất công minh, cơ quan nào, thẩm quyền nào họ đã phân chia rất rõ ràng rồi, gửi ra trung ương cũng chuyển về thôi. Và tôi cho rằng là sau khi mà cơ quan chức năng tiến hành cho ra được một cái bản án, cho ra được một cái bản kết luận điều tra, cho ra được một cái quyết định khởi tố vụ án, thì tôi cho rằng là kết quả cho dù nó như thế nào đi chăng nữa, cụ thể hơn là sau phiên tòa phúc thẩm ngày 2 tháng 11 năm 2022, thì tất cả những người mà coi như là ủng hộ Thiền Am đó, hoặc là những người đang là bị can bị cáo tại Thiền Am luôn, tôi tin chắc chắn rằng là sau khi có bản án phúc thẩm đó thì họ phải tâm phục khẩu phục thôi. Bởi vì là đã có sự quan tâm sâu sát của các bác ở ngoài trung ương rồi, cụ thể hơn là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy của Công an cũng là đồng chí Tô Lâm biết hết rồi. Cho nên chúng ta cứ tin tưởng vào pháp luật đi, tin tưởng vào nhà nước Việt Nam đi, họ sẽ xử lý đúng người đúng tội mà thôi. Và đó cũng chính là cái quan điểm của tôi. Không biết thì các anh chị như thế nào, chúng ta có quyền comment ở phía bên dưới video để chia sẻ về cái quan điểm của mình ha. Và nội dung của video clip ngày hôm nay đến đây xin phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật Sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog. Kênh Luật Sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.